Mọi người thấy không? Đoàn tụi tôi rất là yêu thương nhau, đoàn kết. Tất cả mọi người đã ngồi tại mỏm đá này chờ đợi thời khắc thiêng liêng, đó là ba diễn viên của tôi sẽ rớt vào dinh cộng. Và mọi người chờ đợi xem tụi tôi có chết đuối không, nhảy ra cứu. Các anh em Cascade đang tập dập trước cảnh quay này cho các diễn viên xem để làm thẻ ra nãy nó làm sao khá là nguy hiểm. Ra đi, thành ra nữa. Độ sâu của con suối này là 4 mét và dòng chảy rất xiết. Chúng tôi sẽ lôi dàn về đây. Tên này nè. Rồi chuẩn bị. Rồi mọi người lùi về. Tôi muốn tôi làm luôn cả những cái cảnh action, cái cảnh khó này luôn. Tôi muốn như vậy, tại vì nhưng mà tôi nghĩ Lý Hải không còn 15 tỷ nào nữa đâu. Nếu bộ phim này là 30 tỷ thì hơi căng. Rồi tâm coi. 3, 2, 1, action. Nhân vật Tâm. Đó, thấy chưa, các anh em Cascader đã được tập trước rất kỹ nhưng vẫn làm sai. Phú hồn chi chúng tôi. Quàng đứng ở đây kéo thu về đó. Anh nghĩ cái này là kéo thằng Liệt vô luôn đi nha. Hả? Anh kéo được. Sau cảnh quay này thì tất cả mọi người đều ướt như chuột lột, ai cũng lạnh và run, thậm chí bầm dập và đổ mồ hôi. Yeah.